chào cả nhà. Chào cả nhà, chào cả nhà. Vô tới đây mưa nữa rồi. Thôi mưa mưa dằn lứ rồi, năm nay mắc cái đi lắm. Dằn lưới. Bữa nay chú Út chứ làm sao sẽ dằn lưới. Giang có công việc cho nên là không có đi. Luôn rồi Giang Pháo. Hai tay riêng chứ. Ừ bắt đầu đi nắng dữ mình sợ luôn đi. Cái này dằn lưới cỡ này mắc rồi, dắt dắt sắt mắm à. Bị dính cái vô có sợ à. Đây. Ông Sáu sẽ dùng mồi sát mắm để nhử cá. Cái mình thả thì lưới đây một hồi bắt đầu mình chịch vô luôn rồi mình cắt mới lúa chét. Ủa lúa này còn sống ngăn mà cắt gì ba chưa chín mà. Chậm chậm quá, chậm chậm chín. Mình cắt cái mình về cho gà ăn. À, về cho ban gà ăn. Nè nó chín vậy mình cắt được rồi nè. Trời trời bỏ cũng lắm về cho gà ăn không nội ơi. Nhảy cái giường ra nãy. Ồ lúa chét thấy hàng quá. Chú chẳng ghẹ đi. Cái này hình như là nếp rồi. Nếp nếp. Nếp không? Cắt về cho gà ăn. Đeo quán mấy tảnh là mừng quá. Còn 5 gram à. Hy vọng là hết không có mưa lớn. Cái này đã trên đây là cái ruộng của người ta nè cả nhà. Còn đây là chỗ Út thả lưới là cái đường nước. Thì con đi theo hả? Đi theo hả ba? Đi theo ba luôn hả? Nè ở đây cũng có lúa chín nè. Có nếp chín là lai rai nè. Cái này người ta bỏ rồi cả nhà, người ta không có cắt. Là lúa chét, nếp chét. Cái gì? Tưởng sao dính thiệt. Dính sao vậy? Ba ông đẩy xuồng đi. Bữa nay trên ruộng là đẩy xuồng được rồi. Với lại thêm hồi tối mưa lớn nữa, thêm một mớ nước mưa nữa không? Hồi tối mưa lớn quá trời, mưa sáng đêm luôn. Mắm mà thúi vậy. Vậy với cá vô là hay lắm. Ta trộn gì vô hả? Đất hả? Đất đất. Miếng đất dẻo dẻo cho nó. Nó sao? Cho nó thấm cái sắc mắm nó thấm vô cục đất này nè. Mắm này mình nấu rồi mà còn cái lấy cái xác lại. Đi 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 cái này nè, động gì động. Động gì cho cá trên ruộng nó chạy xuống. Bờ này nè ba. Cái này dăng lưới bằng ngồi sát mắm. Xa xa gãi cục ha. Ủa ba vô nói gì vậy? Thôi đi cắt. Chép. Cắt lưới chép về cho gà. Kiếm mới cho gà ăn đấy. Trong khi chờ đợi lưới. Được chưa? Khoan. Lưới không có con. Phèn. Mày bắt lưới một cái. Ê nó lội ngang kìa. Rồi. Kiếm gì vậy? Nó nhậm gì?
biết chuyện mưa rồi. Tiễn chọn những bông chín. Để gom đẩy chứ tiễn gì vậy? Ra con rể mình cũng được cắt lúa. Tới nữa đó. Chứ mình Nam mình hơi biết cắt lúa nha cả nhà. Bữa hôm con cắt con bị cộng đồng cười quá, bữa nay con không dám cắt nữa. Thì ba vô cắt nào đậy xuồng mới về hả? Chà. Thấy trời chuyển mưa không hàng. Không, mà nghĩ là cắt đủ cho gà ăn đi rồi bữa sau mình vô mình cắt nữa hả? Ba. Mình cắt đủ cho gà ăn bữa thôi, ngày mai cái mình vô mình cắt nữa. Thằng lưới là về đó quê. À. Chừng nào thằng lưới là về trong khi chờ đợi lưới. Đi đạp ốc trời ơi, ốc ơi bầu trời này, cái cách này mình chú thấy quen thuộc từ lâu rồi. Sao mà gia đình mình á làm clip là mắc mưa à, kỳ vậy ta? Biết sao không? Ngày xưa á chú với bà con á cũng cắt lúa vậy nè, cũng trời này bình thường ngày xưa á không có đê đó, rồi cái nước nó ngập vừa lúa cắt kịp nè, cái nước ngập vậy nè có khi lúc bông luôn đó. À, mấy... người ta cắt tiếp tiếp. Hồi xưa lúc chưa mà trời nên nước ngập không có máy cắt được á hả? Ừ, con bự bự coi đâu. Đó dùng tay thôi. Con bự thiệt ơi. Để vậy bỏ tao xới bỏ luôn. Cái này chủ đất người ta bỏ mà. Ghê không? Quằn bông chịu hạt. Con clip bự bự này gà ăn mập lắm à. Có gì béo bằng nếp. Tưởng tượng mình bắt bữa mình bắt con chuột ở trong đám nếp thì ăn ngon cỡ nào, giờ con gà mà nó ăn nếp này. Lên nước sao mình đặt giớn được rồi, được đặt giớn được, thứ hai nữa mình có thu nhập, thứ ba nữa đất mình nó có phù sa, mình xả lúa rồi cây lúa nó phát triển tốt, đỡ chuột nữa, đỡ cỏ nữa. Đỡ sâu bệnh, đỡ cỏ, nói chung là có nước nhiều là rất lợi. Mà mình cũng phải tranh thủ mình cắt đi, người ta xới. Trời ơi, ông ba đại thao bự luôn, cắt sao mà cũng im hết. Ngày nào mấy ngày luôn. Quá chuyện mưa rồi. Có, để đây lấy thao này đừng cắt, để thăm lưới. Lên. Quá hạt. Cái thau này là mình đi thăm là không đưa đưa cái này. Nó trắng giả tới rồi. Cũng lại được cái này. Đâu nãy giờ ba được cá rồi hả? Có được nhiêu cá đâu? Nhà nó dính cái dây gì nè chứ. Cái gô cái sặc. Sắc mắm cái gô cái sặc. Trời nó lẹo dữ vậy. Ủa hay là mình cuộn đi về nhà mình gỡ luôn được không? Để mưa tới kìa. Ừ đúng rồi. Cuộn lưới luôn đi về nhà gỡ. Cuộn luôn đi tới đây về nhà gỡ. Gỡ được có mấy con nè. Vừa tới rồi. Để chốt cuộn luôn đi còn hồi mình coi thành quả. Tại vì trời đang hả mưa lớn tới dữ lắm luôn cả nhà ơi kìa, trên kia trắng hết trơn rồi tới mình rồi đó. Cho nên là cái thời gian cái lưới của mình nó chưa có được lâu. Mình đã dở lên rồi, cho nên là cá nó cũng không có nhiều. Nãy vô thao được mấy con không? Giờ ruộng lên, ba đẳng ruộng tiếp rồi kìa. Rồi mưa tới luôn rồi. Chứ mình thả xuống mà mình để ít gì cũng phải hơn phải cả tiếng. 2 tiếng được. 2 tiếng đồng hồ. Mà này mới có nửa tiếng à cả nhà, là mưa tới rồi thôi giờ vô luôn chứ sao giờ. Mưa rồi. Mưa luôn rồi. Rồi. Game bữa nay hên ha. Đi công chuyện, không có đi. Không có đi chăn lưới. Sao ốc nãy giờ có dính gì nữa không? Thất bại.
cái gồ bự. Quá nhanh à, phải mày để từ 2 tiếng lại xuống nhiều quá. Có mồi mà. Ở vậy 2 tiếng là con cá nó mới lại. Quá quá nhanh. Chứ giờ mưa không vô sao. Đằng đây có dính không ba? Dạ. Ủa đằng đây dính nhiều không ơi, cái gô khủng không à. Cái gô không à. Ông Sáu nè, gãy mồi sắc lắm rồi. Nè, cái gô lại không? Nè, cái gô bệnh bệnh không à. Bị biết sao không, cái đầu đẳng gần mình cắt chét động. Không, với lại mình bị trời mưa nè, mình ruộng mới có hơn nửa tiếng mình ruộng rồi. Chứ Út nó là tầm 2 tiếng á. Mưa gió. Mày vậy là cũng đủ kho rồi. Hồi nãy được vô thao mớ rồi phải không? Thao cũng cả chục, mười mấy con rồi. 20 con luôn. Nè. Rồi, đi lại lấy cái xuồng đi về cả nhà ơi. Đây, coi cá đi. Nắm cho chắc đây đi. Hạ xuống. Dính toàn cá rô. Hạ xuống thử. Đừng buông nha. Nói chung là hà không có khủng này, mà nếu mà để lâu là khủng á. Để 2 tiếng mới được. Bây giờ mưa để mà 2 tiếng gì nữa. Mà mình cũng đủ được bữa cơm mà. Nhanh đi. Rồi đem lấy xuồng kéo xuồng vô. Ô được. Nãy giờ thì Hằng làm cá cả nhà. Đây là mớ cá mà ba vốt văng lưới nè. Tại vì trời mưa á, mình đi vô mình ruộng lưới lên. Chứ mà nếu như mà còn để lâu á, để lâu một chút nữa là cá sẽ dính nhiều lắm. Giờ có mấy con à, được có nhiêu đây. Cho nên là sợ không đủ ăn. Hằng làm thêm mấy con cá rô mà hôm qua mình đặt vớn được á. Rồi mình rộng lại, mình chưa ăn mình rộng lại nè. Giờ Hằng làm thêm vài con nữa để vô cho nó đủ bữa ăn chiều nay. Rồi chú Út thì về nhà tắm rửa thay đồ rồi. Còn ba thì mới vừa cắt giùm Hằng một ít rau muống. Cái bờ rau muống của mình ngoài kia nè. Giờ cũng còn mưa. Về nãy giờ vẫn còn mưa. Mình chỉ còn rau muống với cải xanh là ăn được thôi. Còn cần ô với xà lách là coi như là không ăn được rồi. Nó không có lên nữa nha. Lên mà nhỏ xíu gì hoài, không có lớn gì chứ. Khổ qua, bầu. Khổ qua nè, bí nè. Bầu nè. Còn dưa leo mấy bên kia thì vẫn đang phát triển rất là tốt. Con bắt giùm chú Út nồi nước rồi đó nha. Cảm ơn. Lạnh quá. Giờ nè, mớp tay chân nè, không lạnh. Ý là chạy về mà dầm mưa chắc tiêu luôn. Ý là con lưới về luôn á, gỡ không kịp luôn á. Có mấy con cá à, ăn không, con sợ ăn không có đủ. Rồi mình coi lạc con mấy không đi. Có rồi con làm thêm mấy con cá mà ngày qua con vút đổ vớn á, còn rộng lại cái gô á. Còn rộng lại con làm thêm nè, con nữa ha. Ít con nữa. Ông Sáu sẽ nấu cá rô đồng kho me. Ướp cá trước hả ba? Ướp cá đi, chút luộc rau chút chấm. Con là rửa rau sẵn sàng hết trơn rồi. Có lộn mấy cá sặc trong đây. Luộc hết này á hả? Luộc hết rau lúc rồi nó xẹp lại rau luộc lấy nước nha. Dạ. Dạ. Cái này có để gì chưa? Chưa. Ba kiếm gì con chỉ cho.
đó là nước màu. Đúng rồi. Tại vì con mới vừa thay đổi một số hũ gia vị mà con chưa có ghi tên. Vừa là tối nay ngủ ngon nữa rồi. Một ít nước màu thôi, để nó trắng nhát. Rồi cái bài cũ. Chà. Bài cũ. Đường. Rất ít. Rất ít đường. Dĩ nhiên là đường, bột ngọt, nước mắm. Để muối. Mình ăn nước à. Chiều nay không ai thèm nhóm lửa luôn, nó bếp ga luôn. Quá lạnh rồi. Một ít bột ngọt. Lạnh mớp cái tay mà mở cái nút cái chai nước mắm cũng khó nè. Chích đường. Ủa ba có cần hành không nha? Hành hả? Hành mình kho chín rồi mới để hành vô nó mới thơm chứ. Như vậy ba có ướp gấp hành không? Không. Mỗi người kho mỗi khác. Rồi chút để vậy xong đấy. Rất đơn sơ. Mình để vô muỗng à. Vậy là chút nhanh nè. Nhanh chút nhanh lắm. Ông Sáu gượt theo kìa, ông Sáu gượt theo. Nhưng mà cũng chưa chắc gì nhanh hơn anh Sáu đâu. Khảo cò cá cũng nhanh lắm. Cò lạc này rất dễ. Có me nữa không? Từ giờ mới còn lạnh. Trời thiệt. Mưa còn, còn mưa mà. Còn nặng mưa luôn đó. Ý là ý mặc áo dài tay vô đó. Hình sắt mới hình lá sẵn không? Ghê ha. Cá rô này tuy là xương thiệt nhưng mà ăn nó ngon. Có nước không ạ? Được cái đó. Nè, cái này heo. Nó bụng. Thì để rau vô. Đây là triệu chứng. Đây là triệu chứng của chú Út khi bị đói bụng. Để mè vô luôn cho nó ấy mè chứ. Nhiều quá nó chua lắm nha. Không, cái này một hồi nữa mình ăn bao nhiêu mình mới dầm ra mà đúng không? Đúng rồi, dầm ra lấy. Mình nấu cho cái me nó chín thôi. Cho nó bỏ sát. Bỏ sát me. Mà ba nhiều thì chừa lại ăn trái đi. Chừa lại cái như 2 khúc đó hồi ai chấm mưa ăn. Nhảy lên hoài vậy nè, xuống dưới. Tại nó dài. Ừ. Nãy tao nói mấy cái khúc đó không lấy đâu, lấy nguyên trái vậy sọc. Cá chín là nó cũng chín luôn đó mọi người. Mấy non. Nó non nó cũng mềm. Giờ mình về trễ rồi mà mưa hoài. Mấy cái lúa của mình để đó sáng mình sẽ lấy ra mình cho gà mình ăn. Hút lên rễ ra cho gà ăn. Sáng hôm sau. Này ngủ rồi, gà nó gần ngủ rồi. Rau đã chín rồi. Ui tươi xanh luôn ta. Ba cái nồi cá của ba nó đang rất là sôi rồi ba. Vớt bọt mấy cái đi. Cá mà phải vớt bọt. Nó sôi lên mình vớt bọt chứ. Mè mấy đây cũng nở luôn rồi nè. Mè non này mau quá. Chút luộc rau xanh thiệt quá. Xanh thấy ba, nhìn nè xanh lè luôn. Có để màu không mà xanh dưới đó. Luộc rau thì để màu. Đó, còn cái nước mạng hồi nữa dắt miếng chanh vô. Rồi ăn trà này nó ấm. Thấy không, cá tôi cũng chín rồi nè. Chín luôn hả ba? Mè cũng nở rồi nè, thấy không nè. Rồi. Rất bọt. Mè nó nở ra là nó chua rồi đó ba. Ngồi phải dầm luôn á. Nó chua, nó nở ra là nó chua luôn á. Ba nêm thử coi. Ừ, nó thơm. Thơm thiệt. Đúng rồi, chua luôn không ơi? Ngon luôn phải không? Ừ, cái nào? Ba kho lạc là để rất là ít nước màu nha. Chiều mưa, ăn cơm đạm bạc. Cá rô đồng kho me. Rau muống luộc. Còn cái này là nước rau luộc. Rau muống này là nhà mình trồng là rau sạch. Mời cả nhà cùng ăn cơm chiều với gia đình Muôn Lúa Đồng Tháp nha.
mới có 5:45 mà trời mưa cho nên là hơi tối. Mời ba mời Út ăn cơm. Bữa nay Giang bận công việc rồi không có tham gia với mình được. Cái chanh đó để họ con dắt vô cái nước rau luộc, các ba dắt luôn đi ba. Dắt vô cái nước này thôi. Giống như canh chua vậy. Đâu có cần nhiều hả? Miếng được rồi, nước ít rồi. Mời cả nhà ăn cơm chiều. Mời cả nhà ăn cơm. Có hơi me, ngon. Nghe cái mùi me cái rồi. Cơm nước miếng ha. Dầm hơi giống chua chua cái rồi. Nó mở ra nó ra nước chua đó. Mời cả nhà một con cá rô đồng. Kho me. Kho me ngon. Ông bà chấm phết gì lâu chứ. Thì mà nó ngon. Cái rô đồng bé. Cháo nó mềm mực. Cá mình làm mình ăn liền. Mời cả nhà miếng rau luộc nha. Lột cá của mẹ ăn ngon, cái này ăn ngon. Con thấy đúng cái mẹ mà con thấy cái mẹ non này dễ làm đồ ăn ha, nấu canh chua cũng dễ nữa. Nó thơm. Mà cái nhà con cá. Cho vô nước mới lên những miệng. Mẹ non này cũng ngon lắm mà. Nó bùi bùi ngon lắm. Lấy cái phần vỏ ra. Còn dính cái sơ. Thì khoái ăn cái hộp. Qua chị than quá trời. Lạnh mớp tay dặn chai nước mắm không nổi. Mớp dần ha. Ba là phải với con với chú Út vậy nè. Đổ dớn mà mưa là mưa, đổ là đổ. Ông ba ông mới vừa thấy chuyện mưa là ông la làng. Gượng như lưới đi về về. Quá chuyện mưa mà. Cái gì mà còn về không kịp không làm ha. Ông ơi lớn tuổi rồi biết hả ông ơi. Yếu rồi. Chào cả nhà. Mời cả nhà ăn cơm chiều. Con sẽ ăn rau trước. Cơ này đơn giản thôi, nhanh. Đơn giản. Để lạnh là mà ăn cơm không còn làm thì nữa. Thì nãy giờ vẫn còn mưa mà. Cái này á, tại vì ngày hôm qua mình mới vừa ăn canh chua không? Chứ không bữa nay mình lấy cái cá này mình nấu canh chua vô muống mà nấu bằng mẹ non này cũng ngon nè. Chung món này cũng ngon à. Ừ, món này ngon à. Con cá rô nó béo lắm cả nhà. Mình kho thì á, ba kho thế nè. Nó có mè á. Nó hơi hơi á. Hơi hơi chua 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 trong cái thấm như thế. Vậy ăn.
mưa gió mà làm gì là gọn nhất. Giờ muốn có sẵn kho cá cái mình lột cho nó nóng. Cho muốn này trồng là nó tự phát triển luôn, không có hại xịt thuốc gì hết, phân gì hết. Cây muốn này dễ trồng nhất. Mình chỉ ăn được rau muống với cải xanh. Còn ngồi với thầy đất chết chưa? Đất này làm như nó không lẽ nó còn vàng, nó không chịu. Không biết luôn. Không phải đâu, mưa quá đó. Phải rồi, mưa nó úng cái học luôn. Nó lên được mấy cây à? Mà nó lên nó xíu như cái mầm vậy rồi, không phát triển nữa. Mình đâu có cần dặn cái nè đâu đúng không ba? Phải dặn nước, nhanh nước nữa giờ. Chút luộc rau ngon dữ trời. Luộc rau ngon dữ ta. Quá khen. Để ăn thử nước luôn. Không xuống màu luôn ha. Còn tươi thanh. Còn cá kho me của ba thì khỏi bàn rồi, rất là ngon. Chung là đây là những cái đặc món đặc trưng của miền Tây mùa nước nổi. Nước rau luộc là hình như là chỉ có mình anh con ăn không ăn. Cá này mình một cái ngon bà cố đi. Tại vì á, mình còn mấy con cá rô dự trữ á. Chứ không thôi, nếu không là mình không làm được món này đâu. Mình phải làm kho khô mặn kìa. Thiếu hả? Thiếu, mình phải làm kho ngăn lưới trên nách. Tại vì mình chạy mưa. Văn gì được nửa tiếng không? Nửa tiếng à? Quá nhanh. Ít gì cũng phải cả tiếng mình mới gỡ. Chạy mưa mà. Ý mà về tới nhà còn lạnh rung. Cá mới nửa tiếng à. Mình giả mồi nó mới tiếp thu được. Mình cuốn lên chưa có đi đâu được. Ông hai khúc đầu á, bà cuốn là thấy không dính đúng không? Tới khúc gần cuối á, dính của cái rô liên tục luôn. Bết. Cái rô này hơi sắc mắm, bu lại liền. Tại mình chạy mưa mình cuốn hơi sớm. Con mới ăn được cái hột me á. Mày không? Hột me ngon không? Chắc lẽ dính cái sơ mất lấy tay kéo. Ăn nguyên cây đó luôn, nguyên trái luôn. Ngon. Cái này cũng bữa cơm này nữa. Làm như mình đi ra đồng về mà mình mắc mưa mình lạnh mình ăn ngon chứ. Tại cá mày kho mình lâu lắm mới ăn được ngon. Mấy con nhỏ nhỏ còn hả chị? Cá rô thì ngại nhất. Cá rô nó phải sắc mắm. Bây giờ cũng trễ rồi nha. Gia đình Hằng tiếp tục ăn cơm nha cả nhà. Hằng xin kết thúc clip ở đây. Chúc cả nhà có một buổi chiều tối vui vẻ. Hẹn gặp cả nhà vào các clip sau. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Cả nhà thử kho cá rô đồng với me ngon. Me non thì cả nhà ngon cực kỳ luôn. Nãy giờ ăn hả, ăn cá không?